Rất nhiều băng rôn nha bà con, rất nhiều băng rôn. Thấy đẹp không? Dầu chưa thấy nhiều, đẹp quá. Rất nhiều là băng rôn. Công bằng cho bé. Có nhiều cô chú đến từ Hà Sơn, có nhiều người cô ở tặng ở Long An, Bình Dương, Cà Mau luôn. Đây rồi, trước trụ sở công an bị cảnh sát khổ. Đề nghị cô chú anh chị qua khu vực công viên. Nó lâu lâu nó sợ không à. Cơ quan bây giờ lâu lâu mới có một ngày hôm nay. Ủa, cơ quan nó làm gì? Cơ quan nó làm gì? Đề nghị bà con rời khỏi khu vực này. Đây là cơ quan bị kiểm soát khổ. Giờ xe dụng xe tôi đậu trước cửa giờ chị chạy. Các lực lượng chức năng mời bà con ra khỏi khu vực này. Yêu cầu người dân nhanh chóng giải tán để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Người dân lưu ý, hiện nay đã có những hành vì gây rối trật tự công cộng dẫn đến vi phạm pháp luật. Yêu cầu người dân nhanh chóng giải tán để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Người dân lưu ý, hiện nay đã có những hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến vi phạm pháp luật. Yêu cầu người dân nhanh chóng giải tán để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Người dân lưu ý, hiện nay đã có những hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến vi phạm pháp luật. Yêu cầu người dân nhanh chóng giải tán để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Người dân lưu ý, hiện nay đã có những hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến vi phạm pháp luật. Yêu cầu người dân nhanh chóng giải tán để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Người dân lưu ý, hiện nay đã có những hành vi gây rối trật tự công cộng dẫn đến vi phạm pháp luật. Cắn áp cùng gặp luôn. Cắn áp như thế này nè, nhìn coi. Không cho coi xử luôn. Vậy đừng có đăng báo cả nước, nói là trang bị cho 1.000 người xem công khai đi. Còn tôi không đi không xem, ở nhà xem TV chứ khỏe không? À, chị có đang có mặt đây lúc mấy giờ chị? 4 giờ sáng đó. 4 giờ sáng luôn. Không biết lần này có khoảng biên tòa những đường cuối không? Bà con mình muốn thôi là gặp ở bên tay trái này bà con. Thứ ba là không đứng trước cơ quan. Các anh chị bà con mình không đứng trước cơ quan chức năng mà. Mình muốn qua gặp ở bên trái này bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng tôi đến đây để coi cho biết, để chúng tôi không phải là tội phạm. Chung thì mình thấy sự việc này diễn ra cũng rất là bức xúc, muốn cho đến chứng kiến để tôi rất là bức xúc. Cái tội này là rất là không phải là trừng trị nghiêm khắc. Trang với Thái để răn đe những cho những người để răn đe những người biết mà không có hành vi này, không có hành vi này nữa, không có vụ án này xảy ra một lần thứ hai. Hôm nay thì bạn mong muốn xử Trang Thái như thế nào? Phải mong pháp luật là xử nghiêm khắc đúng người đúng tội. Trang thì xử tội gì ra Thái, xử thật sự tội gì bạn? Bạn mong muốn mức án nào đấy? Mức án là một là phải tử hình. Tử hình luôn. Tử hình ai hay là cả hai luôn? Tử hình là bố đẻ. Con mẹ ghẻ thì sao? Đúng không? Tử hình luôn. Tử hình cả hai luôn. Tử hình cả hai. Bạn ở đâu tới đây hả bạn? Tôi ở Thủ Đức. Tôi ở khu đô thị Vạn Phúc City, quốc lộ 13. Bạn tới đây lúc mấy giờ? Tôi vừa mới tới. Đêm hôm qua là tôi đã phải thức, là tôi đã phải canh đồng hồ để tôi đi sớm. Tôi đến đây mà tôi kiếm chỗ gửi xe hơi bị khó. Nghĩa là bạn thao thức suốt đêm để trằn trọc, để chờ cho sáng để mà đến đây xem cái phiên tòa xét xử được, rất bức xúc phải không ạ? Đúng rồi. Mặc dù tôi là một người Phật tử chuyên đi làm từ thiện, tôi đến chùa tôi nhìn thấy những đứa bé mà mồ côi, tôi rất là thương. Vất vả tới được đây và vất vả gửi xe như vậy, nhưng mà có cái cảm giác như nào khi mà mình không được vào bên trong sân để theo dõi cái phiên tòa này? Công an làm cái điều không vậy là không được. Không được. Rất là vì tôi là phải bức xúc suốt đêm. Tôi phải canh đồng hồ để tôi dậy sớm, tôi ăn sáng, tôi đi. Khi mà mình xử công khai, đáng lẽ phải cho người dân vào để mà bên trong mà tham gia, bây giờ là không cho nữa, bạn nghĩ như thế nào? Công an làm như vậy là không được. Tôi có ý kiến là anh em ở đây qua nhìn lại cái tòa này, bây giờ rộng mênh mông nè, đủ chỗ. Đó, đủ chỗ chỗ nào, rộng mênh mông mà đủ anh em, đủ tài. Đuổi anh em tôi là không được. Ra công viên làm gì? Bây giờ tôi hỏi tất cả các phóng viên của báo Thanh Niên. Bây giờ mang tiếng là xử công khai, tôi là người dân chứ tôi đâu phải là tội phạm đâu. Tôi đến đây tôi coi chứ tôi đâu có phải là gây rối trật tự an ninh đâu. Tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà đuổi tôi như đuổi tà. Tòa án nhân dân là của thành phố. Nhân dân được xem chứ. Rồi bây giờ mình quay lại với cha ruột đây. Theo suy nghĩ của bạn thì một người cha ruột mà để một người ngoài hành hạ về con của mình như vậy thì bạn nghĩ như thế nào về người cha ruột này? Người cha ruột này là không có một tính chất về người, không nhân tính rồi. Mặc dù tôi là một người Phật tử nhưng mà tôi đi chùa rất là nhiều, tôi đi làm từ thiện rất là nhiều, tôi thấy nhiều đứa trẻ mồ côi, tôi rất là thương. Tôi rất là thương. Có khi nào bạn thương quá bạn nằm bạn khóc không? Bạn nghĩ về bản thân bạn nằm bạn khóc một mình không? Có. Hôm qua là tôi vẫn phải mở YouTube để tôi coi từng ly từng tí một về bé Banan. Đây là cái bản này là thay lời muốn nói đây. Đó, cái trình cái bản này là thay lời muốn nói nè. Cái bản này là chúng tôi kính đề nghị quý quan tòa hãy tử hình Trang Thái nhất mình là những kẻ không còn tính người, lấy lại công bằng cho bé Banan. Đây đây là những cái tấm dòng chữ đã viết trên cái tấm gôn như vậy quý vị ạ. Là gom chung lại chỉ có cái tấm này thôi. Nhưng mà với cái thông tin hiện tại thì với cái tội danh chỉ là hành hạ người khác cũng như là che giấu tội phạm thì nghe nói là chỉ đề nghị mức án tầm cao nhất tầm 8 năm thôi anh, chứ người cha thôi. Vậy thì anh nghĩ thế nào? 8 năm thì quá nhẹ. Tôi đề nghị là quỹ pháp luật phải xử nghiêm đúng người, đúng tội. Cái tội bao che trước, bao che, xóa camera, thông đồng, con mình bị đánh đây mà cũng không biết ra tay,
mà còn đòi hùa theo làm những việc ác. Bạn nếu nhốt, nếu bạn có gặp thằng Thái ngoài này, bạn có bục